Ngày 9 tháng 10, hơn 7 ngày thoát chết sau vụ truy sát kinh hoàng, nạn nhân Vũ Mạnh Hùng, 24 tuổi. Chú phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, vẫn đang nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện đã buộc phải cắt chân trái của anh vì bị chém nát gần như hỏng hẳn, chân phải bị chém nhiều nhát, đang được băng bó để theo dõi khả năng phục hồi. Tay nạn nhân cũng bị chém thấu xương, hiện chưa thể cử động. Nghiêm trọng nhất là tinh thần của cả nạn nhân lẫn gia đình chưa hết hoang mang sợ hãi và đau đớn khi tương lai của anh chắc chắn sẽ là một người tàn phế. Anh Hùng cho biết mình làm nghề mua bán xe cộ và có góp vốn cho vay tín dụng đen. Hồi tháng 5 vừa rồi anh có can một vụ án và bị truy tố tội cố ý gây thương tích, hiện đang chờ phiên tòa xét xử. Trên địa bàn, anh và một người khác cũng làm nghề cho vay tín dụng đen đã xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Cách đây vài tuần thì anh và đối thủ đã xảy ra cãi cự. Hôm 27/9, anh nhận được tin nhắn cảnh báo không được ra ngoài vào ban đêm vì đã trở thành mục tiêu. Dựa vào tin nhắn này, anh cho rằng nhóm sát thủ gây ra vụ việc được thuê từ nơi khác về. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, tại khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân Vũ Mạnh Hùng bị một nhóm 4 người dàn dựng tai nạn rồi dùng dao truy sát. Các đối tượng chỉ bỏ đi khi đã chém nát hai chân của nạn nhân. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Thọ đang dùng nhiều biện pháp truy tìm hung thủ để phục vụ điều tra vụ án.